đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, bằng thế trận hợp đồng quy mô lớn, ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Khi pháo bắn vào thị xã, quả nổ mở bến của công binh vang dậy bên bờ sông Serepok, cũng là lúc những chiếc xe tăng từ nhiều ngả dũng mãnh tiến vào khu trung tâm. Đối phương khẩn cấp huy động nhiều đợt phi cơ đến ném bom cứu nguy cho đồng bọn, nhưng tất cả đã muộn. Buôn Ma Thuột đã ở trong tình thế khó bề cứu thoát. Khu kho Mai Hắc Đế, một cơ sở bảo đảm hậu cần tại chỗ của quân khu 2 Ngụy, đã nằm trong tay quân giải phóng.